Ngày 12 tháng 10, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay nguồn vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng tại thành phố lại đang cạn dần. Cụ thể như vaccine DBT, VGB, HIP là vaccine 5-1, chỉ còn khoảng 3.000 liều. Vaccine ngừa sởi rubel còn 2.300 liều, vaccine ngừa sởi còn 660 liều, vaccine ngừa uốn ván còn 600 liều, vaccine ngừa viêm gan siêu vi B còn 89 liều. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh HCDC dự báo số vaccine này chỉ đủ tiêm trong vòng 2 tuần. Từ nhiều năm qua, việc cung ứng nguồn vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng do Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương đảm trách, thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia. Tuy nhiên, kể từ năm 2022 cho đến nay, việc cung ứng vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng bị gián đoạn do thay đổi về cơ chế mua sắm vaccine sau khi kết thúc chương trình Mục tiêu Y tế Dân số. Điều này đã làm gián đoạn cung ứng một số vaccine thuộc chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn thành phố trong một khoảng thời gian nhất định, trong đó có vaccine sởi bạch hầu, ho gà, uốn ván và vaccine 5-1.